Thực đơn hoành tráng trong đám cưới Lê Phương. Đây là những món ăn Lê Phương và Trung Kiên thiết đãi khách khứa, quan viên hai họ. Sau một thời gian dài tìm hiểu và yêu nhau, thì cuối cùng Lê Phương cũng đã tổ chức hôn lễ với người yêu kém tuổi Trung Kiên. Đám cưới của hai người diễn ra tại Trà Vinh, quê hương của cô dâu. Tuy đây là lần thứ hai, nhưng Lê Phương và chồng vẫn tổ chức vô cùng hoành tráng, cẩn thận và tỉ mỉ. Nhiều fan hâm mộ bày tỏ sự ngưỡng mộ trước khung cảnh sang trọng mà không kém phần ấm cúng của hội trường. Lê Phương tiêu rối bên chú rể. Sau khi làm lễ ở nhà, mọi người di chuyển ra một khách sạn gần đó để tham dự bữa tiệc thân mật cùng gia đình. Tuy ở vùng quê, nhưng Lê Phương vẫn chọn một khách sạn khá lớn và sang trọng. Cô nàng còn tỏ ra rất chu đáo trong việc lựa chọn thực đơn. Theo đó, hai vợ chồng đã đãi khách khứa những món ăn đắt đỏ như cá hồi nướng mè, tôm xào miến Hồng Kông, vịt quay Bắc Kinh, lẩu hải sản và nhiều món ăn kèm khác. Có lẽ ai đến dự đám cưới cũng đều cảm thấy hài lòng và ngon miệng với thực đơn bắt mắt này. Ban đầu khi dàn khách mời livestream tại hôn lễ, nhiều người tỏ ra thất vọng với bàn tiệc có vẻ đơn giản không đẹp mắt. Những chiếc ly trên bàn này có vẻ không phù hợp với bàn tiệc trong khách sạn sang trọng cho lắm, khiến cho bàn tiệc trở nên kém mỹ quan hơn một chút. Khách sạn hoàn toàn có thể chọn kiểu ly khác tinh tế hơn. Tuy nhiên trên thực tế, thực đơn trong đám cưới Lê Phương lại rất hoành tráng. Dàn mỹ nhân Việt đình đám trên bàn tiệc, cô dâu Lê Phương đến từng bàn để chúc rượu. Gương mặt tràn ngập hạnh phúc của cô dâu. Phù dâu quá xinh đẹp và lộng lẫy, Ngân Khánh xuất hiện tại đám cưới sau một thời gian dài vắng bóng. Sau tuyên bố không mời chồng cũ, Lê Phương và chồng trẻ nhận quà cưới từ người đặc biệt. Chưa cưới, Lê Phương và bạn trai đã nhận được quà mừng bất ngờ từ Hứa Vĩ Văn. Mới đây, Lê Phương bất ngờ khoe trên trang cá nhân món quà mừng cưới đầu tiên của mình. Theo đó, vì bận không đến đám cưới của Lê Phương nên Hứa Vĩ Văn đã hẹn gặp cô dâu chú rể để trực tiếp đưa quà mừng. Cô viết, đám cưới cả ba nơi anh đều không tham dự được, thế là anh hẹn chiều nay ra gặp. Cầm món quà vừa bất ngờ vừa xúc động, không nghĩ anh lại chu đáo tử tế đến như vậy. Anh là người bạn diễn mà có lẽ đồng nghiệp nào cũng phải công nhận sự hiền hòa nhã nhặn trong từng lời nói cử chỉ, lịch thiệp bảnh bao trong mọi hoàn cảnh. Hôm nay nhận quà cưới của anh, em chỉ mong anh cũng sớm tìm được bến đỗ bình yên nhé. Vì anh xứng đáng, soái ca trong phim lẫn ngoài đời là có thật nha. Sau một năm hẹn hò, Lê Phương và bạn trai Lê Trung Kiên quyết định tổ chức đám cưới vào tháng 8. Được biết, Lê Phương đã chụp ảnh cưới và gửi thiệp mời đến bạn bè thân thiết. Đám cưới tuy còn chưa diễn ra, thế nhưng nhiều sao Việt đã gửi lời chúc mừng tới cặp đôi. Mới đây, Lê Phương và Trung Kiên dù rất bận bịu cho công tác tổ chức đám cưới, nhưng họ vẫn dành thời gian tham gia chương trình truyền hình. Lê Phương chia sẻ về chuyện gia đình nhà chồng. Gia đình chồng cũng như gia đình mình, ở Phương không bao giờ so sánh ba mẹ chồng hay ba mẹ ruột thương mình nhiều hơn. Không đến nỗi cơm bưng nước rót, nhưng Phương nghĩ có thời gian kề cận chăm sóc, cùng ba mẹ quây quần bên mâm cơm gia đình là hạnh phúc lớn lao của con cái. Phương và anh Kiên luôn nhắc nhở nhau về điều này. Khi được hỏi có gửi thiệp mời đến chồng cũ hay không, Lê Phương cho biết sẽ không mời Quách Ngọc Ngoan và thẳng thắn nói: tôi và anh ấy đã đi khác con đường tôi đi hiện tại đã có anh Kiên, người ban đến cho tôi sự an toàn để xây dựng mái ấm gia đình. Hoài Linh phản hồi vụ bị nhạc sĩ Vinh Sử chê không biết gì về bolero. Xuất hiện tại buổi họp báo của con gái nuôi, Hoài Linh chia sẻ về việc bị chê không biết nhạc bolero. Không khó để nhận ra anh đang phản hồi lại ý kiến của nhạc sĩ Vinh Sử. Hoài Linh phản hồi nhạc sĩ Vinh Sử, anh cho biết, việc đánh giá nhạc không chỉ dành cho người hiểu rõ nhạc. Cách đây không lâu, Vinh Sử, người mệnh danh là ông vua nhạc xến, đã vấp phải những ý kiến trái chiều với nhận định chuyện đi chấm thi, Hoài Linh làm giám khảo thì biết gì về nhạc, về bolero mà chấm, trong khi hát cũng bình thường thôi. Trước những ồn ào xoay quanh, Hoài Linh vẫn im lặng, không trực tiếp đáp trả. Trong buổi họp báo của cô con gái nuôi Ánh Linh, chiều ngày 1 tháng 8, danh hài lần đầu tiên đề cập đến vấn đề này. Vừa rồi có một số người nói tôi không biết bolero, thật ra tôi cũng không biết nhiều về nhạc thật. Nhưng những bài hát nổi tiếng là nhờ ai? Nhờ khán giả. Họ nghe, họ cảm nhận về, họ thích bài hát đó. Đâu phải ai biết nhạc thì mới được nghe nhạc. Nếu vậy, một nửa nước Việt Nam không ai nghe nhạc được rồi, Hoài Linh chia sẻ. Trước đó, nhạc sĩ Vinh Sử từng chia sẻ, bolero là một dòng nhạc cần có sự tìm hiểu kỹ càng, không thể để những nghệ sĩ không biết rõ về dòng nhạc này Cũng như các ca sĩ trẻ thuộc dòng nhạc khác dễ dàng làm giám khảo chấm thi, ông nói chấm theo kiểu nói tới nói lui, nói xuôi nói ngược, không mất lòng ai thì chấm làm gì. Danh hài 48 tuổi không chỉ đích danh đến người anh đề cập, nhưng phát ngôn trên của anh cũng phần nào giải thích cho những thắc mắc của nhạc sĩ Vinh Sử và khán giả xoay quanh vấn đề chuyên môn. Họp báo là sự kiện ra mắt bộ phim ca nhạc Tuổi học trò của Ánh Linh. Cô được khán giả biết đến qua cuộc thi solo cùng Bolero, mùa 2 và danh nghĩa con nuôi của Hoài Linh. Theo nữ ca sĩ, cơ duyên này xuất phát từ nhiều lần gặp nhau giữa cô và danh hài tại sân khấu Trống Đồng. Nghệ danh Ánh Linh được đích thân Hoài Linh đặt cho cô. Anh khẳng định, tôi chỉ có 5 người con nuôi, Hoài Lâm, Ánh Linh, bé Ben Kim Cương và một đứa bé con của Thúy Nga. Ý tưởng lần này đến từ Hoài Linh khi anh muốn có cô con gái nuôi, có một sản phẩm ấn tượng giàu cảm xúc, kết hợp cùng chất giọng trong trẻo. Nhờ sự góp ý của cha nuôi, nữ ca sĩ tiến bộ rất nhanh để có thể dần tạo được sự nghiệp trong làng nhạc. Bộ phim ngắn Tuổi học trò được xây dựng trên trục những bài hát nổi tiếng của dòng nhạc Bolero về thời học sinh. Câu chuyện trong phim bắt đầu với những lớp học nghịch ngợm cùng sự xuất hiện của Hoài Linh trong vai thầy giáo. Nữ ca sĩ cho biết cô vẫn đi theo dòng nhạc Bolero và đang ấp lạc sản phẩm theo dòng nhạc này, trong đó có một album song ca với người mà cô vẫn gọi là bà nội, danh ca Giao Linh. Từ chuyện giao kéo của Đức Phúc, sao Việt thấy xã hội đôi lúc cay nghiệt với nghệ sĩ. Từng tuyên bố sẽ không phẫu thuật thẩm mỹ, nhưng cuối cùng Đức Phúc cũng phải nhờ đến giao kéo để thay đổi ngoại hình. Nhiều sao Việt nghĩ xã hội cay nghiệt với Đức Phúc. Từ nhỏ Đức Phúc đã kém may mắn khi không có ngoại hình đẹp trai. Dù đam mê ca hát, nhưng trong suốt những năm cấp 3, do ngoại hình không đẹp nên nhiều lần anh tủi thân vì không được lựa chọn để hát trong các cuộc thi của trường. Lấy hết dũng cảm đi thi The Voice, cuối cùng Đức Phúc cũng được đền đáp khi trở thành quán quân giọng hát Việt 2015. Những tưởng khi trở thành quán quân, cuộc đời nam ca sĩ sẽ thay đổi. Nhưng nhiều người vẫn cho rằng Đức Phúc quá xấu để làm ca sĩ. Anh chiến thắng ngôi vị cao nhất của The Voice là nhờ fan của Mỹ Tâm. Những chuẩn mực cái đẹp đó khiến chính Đức Phúc cũng dễ dàng cảm thấy xấu hổ về cơ thể mình khi nhận được những câu hỏi bâng quơ từ bạn bè, người quen. Dạo này khỏe không? Nhìn béo ra thế, ăn ít thôi, chừa phần cho người khác nữa. Hay chưng có một mẫu mà mặc áo váy dài cơ mà. Bị quá nhiều mũi dao đâm vào tim khiến anh đau đớn và quyết định giảm cân để trở nên hoàn thiện về ngoại hình và không nghĩ đến chuyện phẫu thuật thẩm mỹ. Thế nhưng, sau khi hoàn thành việc giảm 14 kg trong vòng 1 tháng, Đức Phúc vẫn phải nhận những lời la ó của nhiều người về ngoại hình. Cuối cùng, sự mặc cảm và tự ti đã biến thành động lực để anh quyết định phẫu thuật thẩm mỹ. Sự lột xác của quán quân The Voice 2015 khiến dân mạng cũng như nhiều sao Việt bất ngờ, thậm chí Mỹ Tâm còn phải thốt lên, con đẹp quá. Có lẽ cuối cùng Đức Phúc đã đạt được nguyện vọng của mình. Có ngoại hình đẹp, anh sẽ tự tin hơn khi ca hát, làm MV ca nhạc và chắc chắn sẽ có nhiều show diễn hơn. Trải qua nhiều cuộc phẫu thuật, gương mặt của Đức Phúc đã thay đổi hoàn toàn. Tuy nhiên do mới phẫu thuật không lâu nên gương mặt Đức Phúc còn khá cứng. Nam ca sĩ diện trang phục lịch lãm, gây ấn tượng mạnh mẽ với phong cách cùng ngoại hình cực lôi cuốn. Sống mũi cao, môi mỏng cầm vờ lai là những gì người ta thấy ở một Đức Phúc đã lột xác. Đức Phúc đang sống một cuộc đời hoàn toàn khác sau khi vịt hóa Thiên Nga. Tuy nhiên, qua câu chuyện Đức Phúc phẫu thuật thẩm mỹ, nhiều sao Việt nghĩ rằng xã hội đôi lúc quá cay nghiệt với nghệ sĩ chân chính. Tóc Tiên chia sẻ rằng, xem hình em thực sự xúc động vì chắc em hạnh phúc lắm. Mình chưa tiếp xúc em nhiều, nhưng có niềm tin rằng em thật thà ngây ngô giữa dòng bão showbiz. Chỉ có tí chạnh lòng, chẳng phải em cũng là nạn nhân của xã hội quá tiêu cực, đầy giá trị ảo ngày nay. Nơi mà bất cứ ai trong chúng ta đều có nguy cơ trở thành nạn nhân nếu bạn sống quá thật. Tôi hay gọi đó là xã hội zombie. Á hậu Vũ Hoàng My cũng có cảm nhận tương tự Tóc Tiên. Những gì tôi thấy ở Đức Phúc là một xã hội độc ác, ngu xuẩn, cay nghiệt, khó lòng chấp nhận người khác khi họ không theo ý mình. Lời chia sẻ của hai người đẹp đã nhận được sự đồng tình của nhiều sao Việt như MC Phan Anh, Hoa hậu Hương Giang, stylist Trần Quang Tuyến. Nếu như nghề diễn viên chỉ cần diễn xuất giỏi thì dù béo, xấu, vẫn có một số vai diễn phù hợp. Nhưng đối với ca hát, thì ngoài hát hay thì khán giả còn muốn ca sĩ có ngoại hình phải đẹp để ngắm cho đã mắt. Bởi vậy, nhiều sao Việt mới thấy thương Đức Phúc bởi anh đã chịu quá nhiều tổn thương, đau đớn bởi những lời dè bỉu. Cuối cùng đau đớn cũng đã qua, ai cũng mong Đức Phúc sẽ tiếp tục với đam mê ca hát và thành công hơn.